Hello, đi chợ. Đi kiếm vải, vải Việt Nam, vải Việt Nam đã. Vải lâu. Sao anh lại cứ có từ kỳ quá, mình bỏ anh mình bỏ. Vải, đúng rồi. Nên anh gọi là vải. Đi chợ cũng đi làm bò. Mày làm bò, mày ăn món gì đây trời? Kiếm đồ Việt Nam ăn thôi chứ không kiếm đồ gì ăn hết. Bò cuốn, rau đây nè, đủ một bó rau đây nè, bao nhiêu tiền không? Gần cái chục đô la cái bó rau đây nè. Rau đây nè, bây giờ mình nấu với canh cua là tuyệt vời. $3.99 một phao là mới được có 40-50 gram thăng long chôm chôm. Chào các bố nha. Chú con hành gì thúi quắc đi trời. God damn. Thank you. Quê tôi Biên Hòa, chào anh. Nói là lần đầu tiên vô coi live hả? Ồ, chào anh. Đúng không? Nè, một cái đu, hai cái đu đủ này bán 10, 13 đồng. Hai trái cái đu đủ. Đu đủ Việt Nam, hai trái. Bởi vì tôi nói mấy thằng sọc làm gì có đớ có tiền ăn. Hả? Như hũ này, hũ kẹo này. Hũ kẹo Việt Nam là 8 đồng một cái hũ này. Cụ nè, kẹo nè, 8 đô lần 170 ngàn. 8 đô. Đồ Nam mắc thế mẹ. Còn cái này nữa nè, 3 đô. Cái này nè, cái ngó sen này cũng là Việt Nam đem bên nè. Ngó sen nè, mất thấy một tổ luôn, tưởng ngon rẻ hả, tưởng rẻ hả mấy đại ca. Hello dân câu, có muối Ấn Độ cái méo gì nữa đại ca. Lụ mẹ nó mắc thì nó mắc thôi chứ có đéo gì. Mắc lắm, đồ Việt Nam mình ở bên này mắc lắm đây ca. Đồ mấy sọc lờ làm gì đéo mà có tiền ăn. Mấy thằng sọc mà con sầm đồn thôi đó. Có đéo gì có tiền. Cái làm gì có tiền. Hả? Tôi hỏi mấy ông chứ mấy thằng sọc làm gì có tiền nó ăn. Hôm nay mình dập cá tí tô. Ô lần mới cá tí tô kinh giới này. Mình chỉ có ăn đồ Việt Nam thôi mấy bác ơi, một bó gì là nó bán một bó gì đó, nó bán một bó gì là một đồng thuế luôn, đồng rưỡi một bó 30 ngàn. Nè, vải anh Minh Châu, hôm nay anh cho anh đi lên cho anh làm bò, món bò à. Mình phải có bia chứ, có bia cơ, bia hay nó cần chứ. Hôm nay mình về mình nhậu chứ. Một chai nước tương. Tương đương Việt Nam nè, mất. Có hiệu ấy mới ngon.
chào các bác nhé. Trời, 100 đô mà tôi muốn ăn gì, 100 đô nghĩa địa gì, 100 đô là nghĩa địa tôi ăn ngày hết mẹ nó ba cái đồ rau riết lát ra tính cho 100 đô hơn nghĩa địa gì ông nội. Tôi đi chợ tôi ăn có ngày. Trứng mà tôi phải ăn trứng này nè, trứng này trứng gà, gà này gà ta, trứng mà phải ăn trứng này nó mới ngon đó, đó như vậy đó. Không lấy tôm được anh, cá này Việt Nam nhập qua nè, cá ba sa nè, cá Việt Nam mắc thấy mẹ luôn, vô nó bán cá đây là Việt Nam không thấy không, cá ba sa đó mắc lắm, tôm con lớn lớn anh, con em sạ em ăn không đầu lấy không đầu đem quế mà hai phao đó. Con kia nó mới lấy chứ hả, mình xào mình ăn ăn gọi làm gỏi cuốn á. Dạ. Không, em ăn cuốn mà xào lên á. Cuốn với mực á, là cái lớn hay nhỏ? Lớn nè. Ok. Dạ. Trứng gà này không phải là con gà công nghiệp đâu, gà này gà ta, gà này là gà của riêng người ta nuôi riêng chứ không phải trứng công nghiệp. Công nghiệp là trứng trắng nó bự vậy nè. Trứng công nghiệp nè, trứng công nghiệp là trứng này nè, trứng trắng, cho nên là không ăn trứng trắng, trứng trắng không ăn. Trứng hồ dì lộn này nó bán một trái, một đồng 29 một trái, hồ dì lộn. Nhưng mà mình đang ấy không ăn. Anh ơi cho em lấy mực luôn được không ạ? Mực mình một ống rồi đó rồi. Đấy em hai. Dạ. Dạ được. Thịt bò mình bò đấy mình bò. Còn là mignon mình có không anh không? Trứng nè. Dạ. Dạ dạ anh cảm ơn. Dạ. Trứng này mắc tiền lắm á, trứng này ăn trứng này nó không có bị ấy. Hôm nay làm món bò xào gì với bơ. Thôi được con bò này ăn lớn chật. Bò này sao mình ăn được. Ồ. Anh chú ơi. Ok anh, lát nữa uống bia online anh. Em về hôm nay em mới mua thịt bò, tôm, mực. Lát về bắt chảo lên, xong rồi bỏ bơ lên, cắt thịt bò ra mỏng, ướp sơ đó, rồi bỏ lên cuốn bánh tráng, rau sống. Úi giời ơi, uống vài lon bia. Cuộc đời nó chỉ thế thôi. Da smell nó anh cho anh dễ mến hay là mắc dịch? Minh Lực muốn cái máy kiến nha, chuyện nhỏ à. Bỏ địa chỉ đi, tớ gửi cho. Tớ cái gì chứ còn cái gì mà trong tay của tớ mà trong đúng trong tầm tay là chuyện nhỏ à. Tớ buồn xem. Tớ nói thật nha, bạn bè đó mà nó than khổ nha, có trong người có cái gì là tôi bóc cho hết, không lôi láo. Bởi vì dễ bị lợi dụng lắm. Các anh chị biết tôi ghiền nhất là cái rau đay á. Các anh chị biết cái rau đay mà tôi nói nha, mà rau đay nha, mà nấu với lại mướp, rau đay nấu với mướp khía, rau đay mướp khía với lại cua mà ăn với cà pháo với đậu hũ chiên. Tôi nói nha, ăn cái món đó đó mà các anh các chị mà bảo là các anh các chị không phải là người miền Bắc á, là tôi không bao giờ tôi nói chuyện với anh chị luôn.
Từ hồi xưa mẹ tới người Bắc mà nấu toàn nấu đồ Bắc không, dạy cho nấu đồ Bắc nữa. Ủa thật ở bên này á hả, chán lắm, có tiền cũng vậy cũng chán lắm. Có tiền có cái gì có đủ hết, cái gì có hết mà chán lắm. Biết lý do sao chán không? Mình ở một mình á, rồi có nhiều khi mình muốn cái gì mình làm cũng được, nhưng chỉ có một cái là nhiều khi mình muốn chia sẻ với người cái bên cạnh này thủ thủy nữa khó lắm, không ai á. Bởi vì đa số ngoài đường nhiều. Ồ, anh nói giỡn hả? Nói giỡn, đừng nên giỡn cái câu đó, cái tiếng Anh, cái câu đó nói rất là mất lịch sự anh. Tại vì anh khi mà anh nói là cái chữ mà anh nói là fucking, cái đó là tục tiểu lắm. Tiếng Mỹ nó nặng lắm á. Khi mà nói là cho cái xe, give me your car thì cũng được, anh hiểu không? Chứ đừng có nói mình dùng vô khi nào mà mình chửi sọc quá thì anh dùng cái chữ đó. Em xin lỗi, em chỉnh anh chút xíu thôi. Để sau này anh khác chút xíu. Chứ nói với người Mỹ trắng mà nói vậy nó tưởng là anh ăn cướp đó, robbery đó, là nó bắn anh, hiểu không? Thì cái đó là cái câu đó là câu demand. Còn cái demand là có nghĩa là anh ra lệnh người ta, give me your fucking car, có nghĩa là ra lệnh người ta, anh muốn cướp xe người ta đó. Còn ví dụ như anh nói chuyện bình thường thì anh nói give me your car, hay là please give me your car, hay là ok can I have your car, cái đó nó nhẹ nhàng hơn, lịch sự hơn. Mình xin lỗi, mình chỉnh cái chút xíu thôi nha, đừng chửi mình nha. Đâu không biết tiếng Mỹ đâu. Cục điện của Việt Nam Cộng Hòa, cục điện Việt Nam Cộng Hòa không có cửa mấy bạn ơi. Nói thiệt với mấy bạn, cục điện cái gì chứ mà khi nào mà cục điện của Việt Nam Cộng Hòa là không có cửa. Nói tới Việt Nam Cộng Hòa là giờ không có cửa đâu. Bây giờ mấy ngày mấy vị mà nói mà chống cộng, mà nói mà muốn chống cộng, tôi nói thiệt nha, không có cửa mà để nói chống cộng. Từ giờ tôi nói đa số bên này, tôi nói mấy ông đi bên này đa số là cộng sản không à. Mấy ông, tôi nói cái này sự thật, các ông các bà có tin không? 20% á là người ở Việt Nam qua đây Bắc Cali là vùng này nè, qua đây họ mua nhà họ trả tiền mặt không á. Một căn nhà 1 triệu mấy 2 triệu họ mua qua đây, họ mua họ trả tiền không á. Thì các trả tiền mặt chứ không phải là tiền thiếu nợ. Căn nhà tôi đang ở, tôi mua tôi vẫn còn thiếu nợ lại gần 15 năm tôi chưa trả hết. Căn nhà đó 1,6 triệu tôi vẫn còn thiếu nợ. Còn những người mà ở Việt Nam mới sang đây, họ cầm 1 triệu là khoảng chừng 24 tỷ. Họ mua cái nhà giống như là họ mua cái nhẫn họ đeo chơi đó. Cái đó là tôi gặp 3 người rồi. Cái đó là tôi nói thật, tôi gặp 3 người rồi. Thì bởi vậy các vị đừng có nói là mà ở bên Mỹ này mà nói là mấy người giờ Việt Nam Cộng Hòa đó, mấy người ba sọc quá, họ cứ nói là không có cộng sản. Tôi nói cộng sản ở trên này đầy á. Các anh các chị nghĩ đi, họ mua một cái nhà 1 triệu mà họ thì 10% và 1 triệu tiền thuế là hết 9.25, là họ đóng gần 100.000 tiền thuế rồi, họ đóng 92.000 mấy tiền thuế rồi, rồi tiền đóng tiền giấy tờ nữa, thì 90 mấy ngàn đó là trong đó gần 2 tỷ mấy đó là tiền thuế để nuôi những người mà giống như những người ba sọc á, người mà gọi là tôi hay chửi là người ba sọc, người Việt Nam Cộng Hòa đó. 2 tỷ mấy mà cái người mà mua cái nhà đó họ đóng vô tiền thuế để cho người là 100 ngàn á, để đóng vô để tiền thuế để cho những người ăn welfare, ăn tiền trợ cấp. Từ khi mà họ bảo là cộng sản mà chính ra họ đang họ ăn cái đồng tiền của những người cộng sản á các bạn. Cái này cho anh không xuyên tạc mà cho anh không đùa mà cho nói hoàn toàn là thật, cho nói sự thật. Trong này có cái anh Nghĩa Trần nè, anh ở San Jose như ở 45 năm, anh về Việt Nam anh về hưu là cái nick Nghĩa Trần này nè. Mình có ấy nè, anh cũng có nhà cửa ở bên San Jose nè, anh ở vùng San Jose nè. Tay này là phải giàu có mới về Việt Nam ở kiểu đó nè, tay này về hưu. Cái này là người Việt kiều hồi hương á, Nghĩa Trần á. Tôi nói thật cho các chị, tôi nói nhiều khi ra đó là tôi nói ra tôi không nên nói, nhưng mà tôi phải nói cho những người ta biết là người ta không có cửa. Các chị có biết dân Đà Nẵng không?
dân Đà Nẵng mà khi mà còn mà Đà Nẵng mà mấy người họ sang đây họ chơi đó, tôi đã từng họ sang đây á, họ không chức quyền nha. Thằng Thái á, nó ở Đà Nẵng á, thằng Thái nó ở Đà Nẵng á, nó chuyên môn nó xây, nó là thầu xây dựng ở Đà Nẵng, nó xây dựng những cái công trình ở ngoài Đà Nẵng rồi này nọ. Mỗi cái công trình, có mấy công trình nó sạc, nó xây tới mấy trăm tỷ. Nó nói nó qua đây, tôi nói thật với các anh chị, nó còn trẻ, nó bằng nó 40, nó năm nay nó mới 40 mấy tuổi, nó qua Mỹ giống như ăn gỏi vậy đó. Cả đời tôi nha, tôi nói thật, cả đời tôi mà những công trình tôi làm lại mà cộng lại, nó làm nó xây những cái resort, nó xây những cái ở ngoài Đà Nẵng là những cái nhà hàng lớn ở Đà Nẵng á, là nó chuyên môn nó xây những cái nhà hàng lớn giống như Texas Barbecue ở ngoài Đà Nẵng, hoặc là những cái hàng quán, hoặc là những cái resort ở ngoài á, mấy trăm tỷ mà các anh chị cộng lại còn bao nhiêu triệu đô la. Thì cứ nghĩ đi, thầu á là các anh chị cầm 10 thì chia ra 7 là mình còn 3, người chủ giữ lại 3. Thì các anh chị nghĩ đi, 100 tỷ nó chi ra hết 70 tỷ, nó còn giữ là 30 tỷ những cái công trình đó. Các anh chị nghĩ đi, người ta còn trẻ mà người ta làm ăn kiểu đó, không phải là gốc gác cộng sản hay là đảng viên gì nha, chỉ là một người thầu xây dựng ở như vậy thôi. Bởi lý do này sao mà những người ở bên Mỹ này họ bị hỏi người Việt, giống như anh Nghĩa Trần anh nói một câu là những người Việt Nam Cộng Hòa không có cửa là rất là đúng. Tại vì họ đa số 90% những người Việt Nam Cộng Hòa họ sang đây á, một chính là bản thân họ sẽ khai họ bệnh hoạn để họ ăn tiền bệnh tiền già, thứ hai là họ sanh con đẻ cái thật nhiều để họ ăn tiền chính phủ, nó gọi là tiền welfare, là tiền trợ cấp, là được trợ cấp tiền nè, tiền ăn nè, tiền giấy mà để mua đồ ăn nè, tiền mặt là để xài nè, được quyền cấp nhà cửa nữa. Các chị nghĩ đi, sướng bỏ mẹ,